Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Trần Dung, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Vương Đình Huệ sinh vào ngày 15 tháng 3 năm 1957, ngày vào Đảng mùng 9 tháng 3 năm 1984, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ học vấn giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Về chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, 13, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội tháng 3 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Về quá trình công tác: từ tháng 9 năm 1979 đến năm 1985, giảng viên Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính, Phó Bí thư Liên đoàn Khoa Kế toán, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường. Từ năm 1986 đến năm 1990, nghiên cứu sinh tại Bratislava, Slovakia. Từ năm 1991 đến năm 2001, giảng viên, phó trưởng khoa, phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Từ năm 2001 đến năm 2006, phó tổng kiểm toán nhà nước. Từ năm 2006 đến năm 2011, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, tổng kiểm toán nhà nước. Từ năm 2011 cho đến nay, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 5 năm 2013, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước, Chủ tịch Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 2 năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị điều động phân công tham gia vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 11 tháng 6 năm 2020, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Vương Đình Huệ. Ngày 12 tháng 10 năm 2020, tại Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí được Ban chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.